Lần đầu tiên được xem những con lân trông nó lạ quá các bạn ạ. Ôi cái thằng này thằng gì nhỉ, nhìn nó lạ quá. Anh em cho mình hỏi con này là con gì? Con thần tài à? Ô, lần đầu tiên được gặp, không biết là con gì à? Con này là con lân như nào, lạ quá các bạn. Mình ở quê không biết con này là con gì. Các bạn theo mình xuống dưới xem nó múa như nào nhé. Wow, nhìn thích quá các bạn ạ. Đấy. Xem con này bao giờ nhìn nó tợn quá. Ê, quán này ở đây gọi người ta gọi là pizza, mình chả biết pizza là cái gì các bạn, chưa được ăn bao giờ. Hôm nay được ra ngoài này dự cái buổi lễ khai trương xem em phải làm cái video chia sẻ với anh em xem thế nào. Yeah, good. Thank you.
Lần đầu tiên được xem những cái con lân nó múa như này. Hai con này nó đang định làm gì đấy các bạn? Các bạn thử đoán xem hai con này sẽ làm gì? Một tràng pháo tay cho đội múa lân. Rất hay các bạn ạ. Ôi chào các bạn đấy nhá. Xin chân thành cảm ơn đoàn các cái lân rất nhiều. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, liên tục chương trình xin gửi tất cả quý vị một sáng tác nhà văn lời Việt có phần tuyệt đề Dáng Em. Một tràng tay từ tất cả quý vị đồng bạn. Xin chân thành quý vị rất nhiều. Xong hết rồi các bạn ạ. Bây giờ mời các bạn nghe ca nhạc nhá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bao năm lâu tôi tìm suốt cánh dài. Nói đi em bao nhiêu rằng tình chúng ta đã mãi mãi để ngày theo em đi về đôi xin ta. Tình ta năm xưa ta như đường đi thế thôi. Có biết đâu hôm nay tôi nghe trong ngày nào. Tình yêu hôm nào như đang về thân sắp thôi. Bao nhiêu nhớ những câu khi nào mang em về lại. Nói đi em bao xin gió trong đời hoa trái. Sao em không quên đi suốt cánh dài. Nói đi em bao nhiêu lần tình chúng ta đã mãi mãi tuổi để theo em đi về đến xứ xa. Xa em hôm nào đứng giữa linh hồn khi quên chợt mơ thấy. Xa em trong vòng tay cùng tôi mãi đến đôi đời sống này. Xa em mơ hồ đứng giữa con tim trong một chục đêm nuối. Tôi đứng mãi bên này ngóng chờ.